Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối, chúng ta lại gặp nhau, cùng nhau lắng nghe những câu chuyện tâm linh. Tối nay, mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ đồng tác giả Nam Quân và Diễm Hằng với một tác phẩm Bóng Mèo Dưới Trăng. Bộ truyện này thì sẽ chia làm 3 tập, phục vụ cho quý vị 3 đêm. Và tối đêm nay, chúng ta sẽ bước vào tập 1. Và nếu như yêu mến văn phong của Nam Quân và Diễm Hằng, quý vị hãy ủng hộ cho họ bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có để ở dưới phần mô tả của video. Trong quá trình nghe truyện, quý vị hãy ủng hộ cho kênh Sóng cũng như là ủng hộ cho Thi bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào tập 1 ngay sau đây. Tiếng con mèo kêu thảm thiết trong đêm làm bà Linh thức giấc. Bà ngồi dậy, thắp sáng cây đèn dầu ở góc bàn, chui ra khỏi mùng, xỏ đôi guốc mọc vào chân rồi mở cửa bước ra ngoài. Bà gọi lớn. Nô, Nô ơi, thằng Nô đâu rồi, đi ra đây bà bảo coi. Anh Nô đang ngủ trong kho rơm, nghe tiếng bà chủ gọi thì hớt hải chạy lên. Bẩm bà gọi con. Bà Linh nói. Ừ, mày đi xem con miêu của bà, coi nó làm sao mà nó kêu hồi nãy giờ. Thế mày không có nghe thấy hả? Anh Nô đáp. Bẩm bà, con không có nghe thấy gì hết á. Ờ, để con đi xem coi nó ở đâu. Hay là nó đẻ bà. Mấy nay con thấy cái bụng nó to lắm rồi. Bà Linh nói. Ờ, thế mày đi tìm nó luôn đi xem nào. Tao nghe nó kêu ở phía vườn bưởi sau nhà ấy. Vâng, con đi luôn đây. Nói rồi anh Nô vội chạy vào bếp lấy cái đuốc châm lửa, tiện tay cầm thêm cây đòn gánh để ở góc nhà mang theo đề phòng cho chắc, rồi đi vòng qua nhà ra sau vườn. Miêu là tên con mèo tam thể của bà Linh, được thầy bà mang sang cho từ hồi bé tẹo. Bà nuôi nó cũng được ngót 8 năm, bà quý nó lắm. Thầy mất cũng gần 3 năm, nên bà càng quý nó như một kỷ vật của thầy. Con Miêu là mèo cái, ấy thế mà nó chẳng đẻ đái gì. Tự nhiên gần đây bà Linh thấy cái bụng của nó to dần, nghĩ nó bị bệnh do già rồi, chứ chẳng nghĩ gì đến chữa đẻ. Vừa rồi thằng Nô nói thế thì bà cũng sốt ruột lắm, hy vọng là nó có chữa thật. Vì bà biết con Miêu cũng chẳng sống được lâu, chó không qua 8 năm, mèo chớ quá 6 tuổi, đấy là câu mà các cụ vẫn hay nói. Anh Nô đi gần đến vườn thì cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng mèo kêu. Lúc đầu thì bé, sau to dần, to dần. Tiếng mèo kêu thảm thiết lắm, làm anh cũng có chút chột dạ. Tay anh bất chợt siết chặt cái đòn gánh hơn. Anh Nô lần theo tiếng mèo đi đến góc sâu trong vườn, nơi có cái mô đất nhô cao. Anh dừng lại, đưa cây đuốc cẩn thận về phía trước, rồi căng mắt ra nhìn. Dưới ánh sáng lập lờ của cây đuốc, anh thấy có một cái hang nhỏ giữa ụ đất. Dường như nó đã có từ rất lâu mà anh không để ý. Xung quanh miệng hang đất nhẵn, vài chỗ còn có rêu xanh mọc kín cả một gốc. Anh Nô căng thẳng gọi lên mấy tiếng. Mèo mèo, mày có trông ý không? Bất chợt có một cơn gió lạnh từ đâu thổi về, làm anh lạnh run người. Tiếp đến có một cái gì từ trong hang chạy ra, nhảy vụt qua đầu, làm anh hốt hoảng nghiêng người tránh né, đánh rơi luôn cả cây đuốc trên tay, ngã lăn ra đất. Sau cú ngã bất ngờ, anh mất vài giây định thần lại, rồi chồm dậy nhìn ngó xung quanh, tìm xem nó là cái gì. Lờ mờ anh chỉ thấy một cái bóng trắng nhỏ từ xa đang chạy, rồi vụt mất sau cây xoan già cuối vườn. Anh định thần tìm kiếm xung quanh xem còn gì khác lạ không. Khi đã cảm thấy an toàn hơn, anh mới cầm lên cây đuốc tiếp tục soi vào cái hang nhỏ cũng vừa đầu chui vào. Anh Nô ngồi gần mép cửa hang, đưa cây đuốc vào trong trước, sau đó mới từ từ chui đầu vào xem có thấy gì không. Do còn chưa hoàn hồn, tay anh run run
làm cho cây đuốc cũng rung lên lúc tỏ lúc mờ, miệng lắp bắp kêu tên con mèo. Con mèo yếu ớt kêu lên một tiếng làm anh Nô mừng lắm, dường như có thêm can đảm. Anh cúi xuống chui hẳn đầu ngó vào trong. Dưới ánh đuốc lập lờ, anh hốt hoảng nhìn thấy có đôi mắt xanh lè đang nhìn mình. Tim anh Nô đập mạnh lên từng nhịp như sắp vỡ, chân tay lại có thêm cơ hội mà run rẩy. Tuy nhiên sau vài giây thất kinh thì anh cũng kịp nhìn lại. Đấy là đôi mắt của con mèo Miêu. Nô gọi thêm một tiếng mèo mèo. Sau đấy con mèo cũng yếu ớt đáp lại. Anh Nô cố soi cây đuốc lại gần để xem rõ hơn. Thì trời ơi, toàn thân con mèo toàn là máu. Xung quanh nó còn có thịt tươi nát vụn bầy nhầy, nhìn như là nội tạng của động vật nhỏ vậy. Những đoạn ruột, miếng gan. Lại còn cả nửa thân mình đầy lông lá bị cắn nham nhở. Vẫn còn đang nhiễu máu xuống đất. Con mèo đang nằm thở một cách khó nhọc. Bụng nó cứ nhô cao rồi lại xẹp xuống. Thỉnh thoảng lại có cái gì cựa quậy bên trong. Chợt con mèo ngẩng cao đầu, bắt đầu gào lên những tiếng thê lương, gồng mình lên dồn hết sức lực. Bỗng ọc một tiếng, một cái gì đó trôi ra phía dưới đuôi con mèo. Cái gì đen đen to bằng nắm tay, còn đang động đậy. Con mèo mẹ cố chút sức tàn, quay đầu về phía bọc nhỏ, dùng lưỡi liếm liếm, rồi dùng răng cắn cái bọc cho vỡ ra. Bên trong chảy ra một dòng nước đen kịt, tanh tưởi bốc lên, sộc thẳng vào mũi anh Nô. Anh nghiêng đầu tránh né để cố không hít phải cái mùi khó chịu ấy. Vậy mà nó cứ bay thẳng lên não mà tung hoành, khiến anh lợm giọng, buồn nôn. Dòng nước đen vẫn tiếp tục chảy lan rộng khắp hang, rồi nhanh chóng thấm xuống đất. Con mèo vừa cắn, vừa lôi cái bọc rách to để lộ bên trong một con mèo con. Con mèo con mới sinh mà khá to, lông đen nhánh, đuôi dài thẳng tắp, chân dài nhỏ, chưa cứng cáp, đang khó nhọc chập chững bước đi tìm mẹ. Anh Nô vội vã đưa tay cầm con mèo con lên, vì anh biết thịt nát và lòng ruột kia là của con gì rồi. Đấy chẳng phải gì khác, mà chính là thịt anh chị của con mèo đen này bị mẹ nó cắn chết. Anh phải cầm con mèo con ra chỗ khác ngay, không thì con mèo này lại ăn thịt nó mất. Chuyện mèo mẹ đẻ rồi ăn thịt con thì cũng không có gì là lạ, đặc biệt với mèo mẹ sinh lần đầu. Con mèo mẹ sau khi sinh xong nằm sõng soài ra đất, thở khó nhọc mấy lần, rồi giãy thêm mấy cái, cuối cùng bất động. Anh Nô lay lay nó rồi gọi tên, nó cũng không động tĩnh gì. Đành mang hẳn nó ra ngoài xem thế nào, nhưng cơ thể nó mềm nhũn như sợi bún, không có dấu hiệu của sự sống. Anh Nô làm thế nào nó cũng không dậy, có điều mắt nó vẫn mở trừng trừng, như thể đang nhìn anh vậy. Anh Nô lại gần nữa, ngó đầu vào xem coi còn con mèo nào sống sót không, nhưng chẳng còn gì ngoài đống máu thịt bầy nhầy của lũ mèo con. Anh đếm tất cả có 6 cái đầu mèo con, mà tất cả đều có màu lông giống con mèo mẹ. Duy chỉ có con mèo anh vừa cứu là lông đen tuyền. Tất cả thân dưới của lũ mèo con thì bị cắn xé nham nhở, nhưng đầu thì còn nguyên, bị bỏ chung một chỗ. Anh Nô chui ra khỏi hang, vừa ngẩng mặt lên thì một khuôn mặt trắng bền bệt với mái tóc buông xõa, đôi mắt sâu hoắm chỉ một màu đen sâu thăm thẳm. Nhưng anh có cảm giác nó đang nhìn mình với vẻ hung tợn lắm. Nó đang đứng trên mô đất, cúi xuống mặt dí sát xuống đối diện mặt anh. Anh Nô sợ hãi ngã lùi về sau, miệng lắp bắp nói không nên lời. Ma, trời ơi, bớ người ta cứu. Anh nhanh chóng lùi về sau, run rẩy tay lần sờ tìm xác con mèo mẹ và con mèo con. Tức tốc xoay người bỏ chạy lên nhà trên. Vừa chạy vừa ngoái nhìn xem cái thứ đáng sợ ấy có đuổi theo hay không. Lên đến sân, anh đâm sầm vào cái bóng trắng, té lăn ra đất hốt hoảng kêu lên. Ôi trời ơi, bà con ơi, cứu tôi với, con ma nó bắt tôi rồi, ôi cha mẹ ông bà tổ tiên ơi. Có tiếng nói làm anh Nô bình tĩnh hơn chút. Ơi mày làm cái gì đó hả Nô, mắt mũi mày để đâu đấy hả, mày chạy như ma đuổi,
Trời ơi, cái mông của tao. Anh Nô vội vàng chồm dậy đỡ bà Linh rồi nói, bà ơi vào nhà đi, vào nhà đi, con kể cho bà nghe. Bà Linh thấy dáng vẻ sợ sệt của thằng Nô cũng không hỏi gì thêm, xiêu vẹo đứng dậy cùng nó đi về kho rơm. Thằng Nô đưa bà Linh xuống bếp khêu sáng cây đèn dầu. Ở nhà trên ông Bá đang ngủ, sợ ông thức giấc, hai bà con đưa nhau xuống đây cho tiện nói chuyện. Anh Nô chạy ra sân rồi cầm hai mẹ con mèo vào đưa đến trước mặt bà Linh. Bà Linh mừng rỡ kêu lên, ôi nó đẻ thật hả? Thế mà bà tưởng nó bệnh sắp chết chứ. Anh Nô đáp, nó chết rồi còn đâu bà, nó đẻ xong con mèo này thì nó chết luôn đó bà. Bà Linh sửng sốt kêu lên, hả, cái gì, chết rồi á? Ôi trời ơi, con mèo bố tao cho, tao quý như con, vậy mà. Bà Linh đưa tay đỡ lấy con mèo, bà bần thần ngồi xuống ghế, không ngại bẩn mà vuốt ve thân hình nó. Bất giác bà đưa mắt nhìn sang con mèo con. Thế nó còn sống không? Bà chỉ tay vào con mèo con mà nói. Anh Nô trên mặt vẫn chưa hết sợ. Nó vẫn còn sống bà, nhưng mà bà ơi, con thấy nó lạ lắm. Bà Linh vui vẻ nói, thế tốt quá rồi, nó chết mà vẫn để lại cho mình một con mèo con. Nó sợ tao buồn nên trước khi chết để lại cho tao đi mà. Mà mày bảo lạ là lạ cái gì? Anh Nô ngồi xuống đất kể lại chuyện vừa rồi cho bà Linh nghe, còn không quên thêm vào những tình tiết rùng rợn cho kịch tính. Nghe xong bà Linh trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, ôi làm gì có cái chuyện đấy hả con. Mày có khi nhìn gà quá cuốc ý. Tao ở đây là 20 năm rồi, làm gì có ma cỏ gì. Còn con mèo mẹ ăn thịt con thì có gì lạ đâu. Làng mình đây thiếu gì. Mà cái chuyện nó bỏ lại đầu, thế mày thấy nó ăn chuột nó cũng có ăn đầu đâu, toàn vứt đầu với đuôi lại đấy thôi. Ê mày chỉ được cái nói vớ vẩn, tới tai ông mày á thì mày nhiều đòn đó con ạ. Bà thở dài một cái rồi nói tiếp. Ê, nhưng mà con mèo mẹ nó chết rồi, con mèo con này có khi cũng chẳng có sống được. Nó bé tẹo thế kia đã biết ăn đầu, rồi cũng chết đói thôi. Anh Nô nghe bà chủ nói vậy, nghĩ lại thấy cũng đúng. Anh làm việc ở đây cũng hơn 10 năm, có bao giờ thấy ma cỏ gì đâu. Mà con mèo mẹ nó ăn chuột cũng không ăn đầu thật. Anh Nô suy nghĩ một lát, rồi cái hoang mang lo sợ cũng dần lắng xuống. Anh chợt reo lên, làm cho bà Linh giật cả mình. À bà ơi, con có cách rồi. Bà Linh vui vẻ nói. Ôi, cách gì? Mày nói bà nghe xem nào. Hôm trước con đi cùng ông đi thu thuế á, đến nhà bà Cám Béo, đúng lúc bà đang lót cho con mèo cái để nó đẻ. Có khi nó đẻ rồi á, mình sang mang cái ổ mèo ý về cho con mèo này vào chung đi, cho con mèo mẹ ý nó nuôi luôn. Bà Linh suy nghĩ giây lát rồi nói, nó ngửi thấy mùi lạ, không phải con nó rồi nó cắn chết ý. Anh Nô đáp, thì đằng nào nó cũng chết, mình thử xem nào bà. Về rồi con trông, chẳng may có gì thì con mang ra luôn. Bà Linh gật gù ra chiều thuận ý, bà bảo, thôi thế cũng được. Mai mày sang bắt ổ mèo, bảo là trừ nợ mang về đây, tao giao cho mày cả đấy. Nó mà chết á, mày liệu hồn với bà. Thế thôi chăm nó đi, tao đi ngủ đây. Nói rồi bà ngáp dài một cái bỏ lên nhà trên đi ngủ, bỏ lại anh Nô không biết làm gì với mẹ con mèo. Mặt trời vừa nhô lên phía xa chân trời, cũng là lúc ông Bành thức giấc bởi tiếng gà gáy. Ông ngồi dậy bước ra khỏi phòng, vươn vai ngáp dài một cái rồi ông gọi lớn. Sen, con Sen đâu rồi? Mang trà lên cho ông coi. Chị Sen đang nấu bếp, khói dày đặc của mớ rơm ẩm bay lên cây xè, chảy cả nước mắt. Nghe tiếng chủ gọi, chị quệt nhanh khóe mắt lao vào vạt áo, nhanh chóng chạy lên sân nhà, khúm núm thưa. Bẩm ông chờ con tí, con mang lên ngay đây ạ.
Ông Bành không nói gì thêm, bước lên gian chính ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ hương nâu sạm được trạm trổ tinh tế. Lát sau chị Sen bê khay trà lên đặt trên bàn rồi cúm núm đáp. Bẩm ông, trà nóng có rồi đây ạ. Ông Bành ừ một tiếng nhạt toẹt rồi nói. Thằng nô đâu, gọi nó lên đây cho ông sai việc. Chị Sen vâng dạ rồi chạy biến xuống bếp. Bấy giờ bà Linh cũng vừa dậy sau giấc ngủ muộn đêm qua. Nghe tiếng chồng, bà đi ra phòng khách ngồi xuống ghế đối diện. Bà vấn lại mái tóc dài ngang lưng, đoạn bà nói. Con miêu của thầy cho tôi chết rồi ông ạ. Nói xong bà thở dài một cái ra chiều buồn lắm. Ông Bành ngạc nhiên hỏi vợ. Tôi hòa vẫn thấy nó ăn khỏe mà. Sao đã chết rồi, mà làm sao mà chết? Bà Linh lại thở dài. Nó đẻ con, nhưng chắc nó đẻ khó. Chết đêm hôm qua, nhưng mà khổ con mèo con. Mẹ nó chết rồi chắc nó cũng chả sống được. Ông Bành ngạc nhiên. Thế là nó có bầu thật à? Nói xong ông vỗ đùi đánh đét một cái, đoạn nói tiếp. Đấy, tôi bảo mà. Bà cứ cái là nó ốm, lại còn đòi gọi thầy Lan về xem bệnh cho nó. Nó là con vật chứ có phải con người đâu mà đòi khám với chữa. Bà Linh chán nản đáp. Thì tôi nuôi nó 8 năm nay, có thấy nó đẻ được con nào đâu. Giờ thấy bụng nó to thì nghĩ nó già, rồi sanh ra bệnh tật. Bà ngưng giây lát, đưa mắt nhìn ra khoảng sân trước nhà mà tiếp. Mà ông hôm nay có đi thu thuế không? Ông Bành nhấp một ngụm chè đặc, khà lên một tiếng, ông nói. Có, tí tôi đi, thù chứ sao không. Cái bọn dân đen này á, có thói quen khất lần khất lượt, rồi không có coi mình ra cái gì cả. Mẹ chúng nó, cho chúng nó mượn ruộng, lấy có mấy đồng bạc lẻ. Ấy thế mà chúng nó cứ chài lì ra không chịu trả. Hôm nay tôi đi mà chúng nó không trả ý, tôi gồ cổ ra định đánh cho một trận. Bà Linh biết tính chồng cọc cằn hung dữ. Từ hồi bà đồng ý lấy ông về ở trong cái nhà này, cũng đã ngót 20 năm. Cha ông Bành là một quan lớn trong vùng, của cải ruộng đất nhiều vô kể. Ấy thế nhưng lại nổi tiếng với cái tính độc ác, tham lam. Cha ông mất đi, để lại cho ông toàn bộ gia sản. Dù tiền bạc nhiều như thế, nhưng ông Bành cũng giống y như cha của ông. Hễ mà đứa nào nợ tiền ông một, thì phải trả 5, trả 10, chứ chả phải 2. Còn không có, thì ông đánh cho nhừ tử rồi tính tiếp. Trái lại với ông Bành, bà Linh lại là người sống nhân đức hiền từ. Bà luôn lấy cái tâm, cái đức của mình ra mà đối nhân xử thế. Bởi bà sinh ra trong gia đình có cha là thầy đồ giỏi nhất nhì xứ, mẹ thì lại là khuê nữ con nhà lành. Từ nhỏ, đã được dạy dỗ theo lối sống đó, lấy đối nhân xử thế để họa đời mình. Bà luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, rằng đời cha ăn mặn, đời con khát nước, gieo nhân nào gặt quả nấy. Thế nên bà luôn khuyên răn chồng phải sống hiền từ, nhân đức, thì đời con cháu mới phát đạt, gia tộc mới hưng vượng dài lâu. Trước mặt vợ, ông Bành luôn tỏ ra là người chồng mẫu mực. Trước mặt con thì là cha hiền. Nhưng khi ra khỏi nhà, ông mới lộ rõ bản chất thực sự của mình là kẻ tàn độc, nham hiểm, vô lương tâm. Ông sẵn sàng làm đủ mọi cách để đạt được mục đích. Thậm chí ông còn cho mình cái quyền quyết định mạng sống của người khác. Bởi theo lời cha của ông thì có tiền là có quyền. Có đợt anh Hà vay của ông 2 hào về mua thuốc cho mẹ già, hứa một tuần sau sẽ trả cả gốc lẫn lãi là 10 hào. Đến hẹn mà anh Hà không vay chạy đâu được để trả nợ cho ông. Ông cho người đánh anh một trận đến nỗi què cả chân, rồi gia hẹn thêm cho anh 2 ngày với mức lãi là 3 hào một ngày. Anh Hà thương tích đầy mình, với một bên chân bị đánh gãy thì lại càng thêm túng quẫn. Anh lết cái chân què đi tất cả những nhà họ hàng người quen, thậm chí cả những nhà không thân thiết. Thế nhưng ở cái thời mạng người còn không bằng cỏ rác, thì lấy ai có nhiều tiền để mà cho anh vay.
Lê la từ đầu làng đến cuối xóm với cái chân què còn bết máu ở cái ống quần rách tả tơi. Mặt mũi thì bầm tím sưng tấy. Đi đến đâu, anh cũng chỉ nhận được cái lắc đầu và ánh nhìn đầy thương cảm đang xen theo cả sự bất lực. Hai ngày trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Trong tay anh Hà bây giờ còn không nổi 2 hào. Anh thất thiểu đi đến nhà ông Bành với ý định xin làm công trả nợ nốt số tiền còn lại. Sau khi trình bày xong ý định của mình với ông Bành, ông chỉ cười lớn rồi bảo: Mày nghĩ mày xứng vào nhà ông để rửa chân đổ bô cho ông à? Cái ngữ như mày nuôi để tốn cơm tốn gạo nhà ông. Ông không nói nhiều với mày. Một là mày trả tiền. Hai là tao lấy lại mảnh đất nhà mày. Thế thôi. Mà ông lấy cái miếng đất nhà mày á, ông còn lỗ đó. Cái miếng đất gì mà chó còn chả có đá mà ăn, gà cũng chả có sói mà ngửi. Anh Hà lạy lục van xin: Ông ơi ông, con xin ông đó, con lại ông. Đó là cái miếng đất cha ông để lại. Có mỗi cái chòi rách cho mẹ con còn trú mưa trú nắng. Ông lấy rồi thì mẹ con phải biết làm sao hả? Hay ông cho con lập trâu lập ngựa cho ông nghe. Con lập khi nào con trừ hết nợ thì thôi ạ. Ông Bành đập tay xuống bàn, làm cho khay trà cũng rung lên va vào nhau lạch cạch. Ông quát: Mẹ cái thằng khố rách áo ôm này, ông thương tình mày hiếu thảo, ông cho mày vay với lãi thấp, ấy thế mà mày còn lương lẹo kỳ kèo trả giá với ông phải không? Dễ rằng chúng mày nghĩ ông hiền cho chúng mày bắt nạt hử? Chúng mày đâu, đánh nó cho ông, đánh khi nào nó nôn tiền ra trả thì thôi. Mấy thằng gia nhân đứng gần đấy nghe thấy lệnh chủ, 3-4 thằng cao to đen hôi lao vào. Một thằng đến trước đạp cho anh một cái vào ngực, làm anh ngã lăn quay ra đất. Rồi mấy thằng sau cũng cầm gậy gộc xông đến mà nhập cuộc. Tiếng gậy xé gió cứ lao vun vút, rồi nện lên cái thân gầy gò ốm yếu vẫn còn vô số vết thương của mấy hôm trước để lại. Anh Hà đau đớn quằn quại sau mỗi lần hứng đòn. Anh không ngừng van xin ông Bành, van xin mấy thằng lực điền tha cho anh. Thế nhưng mặt thằng nào thằng nấy cũng đầy vẻ hung tợn. Chúng nó còn nghiến răng dùng sức mà nện cái gậy to bằng bắp tay lên cái thân hình còm cõi của anh. Ông Bành ngồi trên hiên nhà, tay mân mê cốc trà, nhấp một ngụm nhàn nhã rồi hướng ánh mắt xuống sân, nói với giọng trầm trầm: Ông nói mà mày không nghe. Ông thương mày, ông mới lấy miếng đất trừ nợ cho nhà mày, chứ phải nhà khác á, dễ gì. Sao? Bây giờ mày tính sao? Trả tiền hay gán đất cho ông? Anh Hà từ nãy đến giờ bị mấy thằng lực điền đánh cho thừa sống thiếu chết. Cơ thể như nát nhừ, miệng thì máu tươi cứ phun phì phì theo mỗi nhát đập. Anh nghĩ giờ tiền thì không có trả, mà không trả có khi bỏ mạng lại đây, thì ai chăm sóc bà mẹ già còn đang nằm trên giường chờ anh về. Nghĩ đoạn anh nói như gào lên: Đất, con gán đất cho ông. Kèm theo tiếng nói là tiếng khóc nấc nghẹn của anh. Ông Bành nghe vậy hài lòng ra hiệu cho bọn tay chân dừng tay. Bây giờ thân xác tội nghiệp của anh mới được buông tha. Sau các thủ tục sang nhượng đất, anh Hà khó nhọc lết cái thân xác tội nghiệp ra về. Anh kéo lê cái chân què để lại một vết máu dài trên đất với sự căm hận phẫn nộ. Anh tự nhủ với lòng, nhất định anh sẽ quay trở lại. Ông Bành thì hả hê lắm, vì ông cũng nhắm vào mảnh đất này từ lâu lắm rồi. Sau đợt ấy mẹ con anh dắt díu nhau đi ăn mài, rồi cũng biệt tâm từ đấy. Đợt ấy bà Linh không có nhà. Khi về bà nghe con Sen bếp xếp lại, bà giận lắm. Giận ông sống vô tâm, rồi sợ cái nghiệp của ông đổ hết lên đầu đời con, đời cháu. Ông Bành thương vợ, nghe bà chỉ trích cũng không nói nhiều. Quay lại hiện tại, bà Linh thở dài nói:
Ông đấy, vừa vừa phải phải thôi nha. Làm gì mình cũng phải chừa đường lui, rồi để lại đức cho con cháu nữa. Các cụ nói không có sai bao giờ cả. Đức năng thắng số, mình có đầy đủ rồi, nhưng mình cũng phải nghĩ đến đời sau nữa đó ông ạ. Ông Bành bực dọc, mới sáng này ra đã bị vợ cằn nhằn dạy dỗ. Ông nói, rồi rồi, có mỗi cái chuyện ấy mà bà nói mấy chục năm nay chưa có chán hả? Tôi đã bảo biết rồi là biết rồi, bà cứ nhai đi nhai lại đau cả cái đầu. Đoạn ông không để bà Linh nói thêm, ông quát. Nô, nô đâu rồi? Má mẹ mày, báo lên đây cho ông sai việc, mà mày để ông đợi mày mọc rễ ra đây à? Mày có tin ông chôn sống mày không hả? Đấy, tôi vừa nói khỏi mồm, ông là ông chưa được bỏ cái tính đó đâu đó. Tôi bảo rồi, ông liệu liệu bỏ đi mà làm người. Ừ thế cái bà này, bà bảo tôi không phải người à? Cái bà này có ai làm vợ như bà không hả? Tôi chịu bà quá vậy, bà treo lên đầu tôi bà ngồi luôn phải không? Bà Linh toan lên tiếng, thì thằng Nô chạy vào khúm núm. Bẩm ông con đây ạ, con lên từ nãy, nhưng thấy ông bà còn đang nói chuyện nên con ra sân đợi ạ. Ông Bành giơ cái ấm trà lên mà dứ dứ rồi nói. Mày chỉ được cái lý do lý trấu, ông lại phan cho mày một cái bây giờ đó. Mày cũng chuẩn bị leo lên đầu ông ngồi nốt rồi đó đúng không? Nô sợ hãi lùi về sau, cúi gầm xuống đất, không dám nói gì thêm. Bà Linh thấy thế lên tiếng. Thôi cái ông này, hơi một tí là la mắng chúng nó à. Nô, con mèo con của bà sao rồi? Mày có chăm nó không đây? Nô nghe bà chủ hỏi thì nhanh nhảu đáp. Dạ bẩm bà, con vừa cho nó uống tí nước cơm rồi á. Mà bà ơi, nó mới sinh đêm qua, thế mà giờ đã mở mắt, đi lại được rồi đó bà. Con banh mồm nó đổ nước cơm vào nó uống nhanh lắm. Con này khỏe lắm bà, nó còn cắn vào tay con đây này. Nói xong, anh Nô đưa bàn tay có mấy vết răng nhỏ, làm tay anh bị đỏ lên cho bà chủ xem. Bà Linh hài lòng, miệng nở nụ cười nói. Ừ thế thì tốt rồi đó mày. Thôi mày đi với ông đi, nhớ mang cái ổ mèo kia về sớm nha, cho con mèo nó bú sữa chứ không tội nghiệp nó. Ông Bành ngồi bên ngơ ngác hỏi. Ờ thế cái ổ mèo gì? Thế là anh Nô lại tường thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối cho ông Bành nghe. Ông nghe xong khuôn mặt có chút biến sắc. Khi nghe tới chuyện nhìn thấy con ma nữ, ông bần thần lẩm bẩm. Không đúng, nó chết mấy năm rồi, làm gì có gì. Không thể nào lâu như thế nó mới quay về tìm. Bà Linh thấy chồng lẩm bẩm liền hỏi. Ơ cái ông này, ông làm sao đó hả? Tìm tìm cái gì? Ông Bành thấy vợ hỏi thì giật mình lúng túng nói. Ờ không có tìm gì đâu. Đoạn ông hỏi thằng Hầu để cho qua sự nghi ngại trong lòng. Thế con mèo mẹ mày làm cái gì rồi? Con đấy to cho vào nấu cháo với rau má ngon phải biết nhỉ. Ở thế nó đâu, mày làm lông chưa? Dạ bẩm ông, hôm qua bà không bảo gì, con cứ để nó ở góc kho rơm. Sáng nay con thấy nó bốc mùi, lại còn có cả giòi bỏ lúc nhúc ông ạ. Thế là con mang đi ra vườn chôn luôn rồi. Trời ơi Nô ơi là Nô, ngu ơi là ngu à. Cả con mèo to như thế mà mày đem đi bỏ. Mày có biết bao nhiêu món không hả? Mèo xào lăn, mèo nấu cháo, mèo hấp. Ôi trời ơi cái thằng ăn hại này. Ông Bành rít lên, bà Linh ngồi bên kêu. Cái ông này, ăn cái gì mà ăn? Nuôi nó 8 năm nay thương nó như con mà ông lại đòi ăn nó hả? Sao ông vô lương tâm thế? Mày chôn nó là phải đấy. Mày mà thịt nó, tao chôn mày luôn đó. Đoạn bà nói tiếp. Thôi mày chuẩn bị cho ông mày ăn sáng đi rồi đi đi. Không tí nắng lên vỡ mẹ nó cái đầu. Ông Bành còn đang tiếc cái món thịt mèo lắm. Nghĩ đến mà ông đang nuốt nước bọt ừng ực. Nghe bà Linh nói thế, ông chừng hững nói. Thôi ăn uống cái mẹ gì nữa, tôi đi luôn đây. Mày đi xuống gọi thằng Tèo đi nữa, để tí bảo nó mang mèo về cho bà mày.
Nói rồi ông bành vào trong với lấy cái mũ tây và cây ba ton, rồi cùng hai thằng hầu đi về hướng chợ, để lại bà Linh ngồi thẫn thờ trên ghế. Ông bành ra đến chợ tấp luôn vào quán cháo lòng. Ông gọi một đĩa lòng nóng, thêm bát cháo tiết với bầu rượu nếp. Bà chủ quán bê đĩa lòng nóng vẫn còn nghi ngút khói ra, miệng cười đon đã mà nói: Ôi quan bác lâu lắm rồi mới ghé quán em đó, quý quá quá. Thế quan bác cứ ăn uống cho thông thả, hôm nay em mời. Nói rồi mụ che mồm cười ra vẻ thục nữ lắm. Ông bành gấp miếng lòng non cho vào mồm nhai trẹo trạo mà nói: Cái này mời ông á. Ông lại gấp thêm miếng lòng già dồi tiết với mấy thứ lá cho vào mồm, nhấp thêm chút rượu, rồi lại nói tiếp: Mày mời. Thế à, mày có biết mày khất ông tiền chợ, tiền thuế mấy lần rồi chưa hả? Bà Hoa nhe hàm răng khấp khểnh 963 ra cười trừ mà nói: Ấy chết, em nào có muốn thế đâu à. Chả qua là dạo này buôn bán khó khăn, ruộng vườn thì thất bát, nên em mới phải xin quan bác thừ thừ vài tháng, chứ em nào có muốn như thế đâu à. Ông bành đập bàn đánh rầm một cái, làm cho mụ Hoa và cả hai thằng gia nhân giật mình. Ông không nói nhiều với nhà mày. Từ lúc tao làm lý trưởng đến giờ, mày là cái đứa cứng đầu nhất. Hay mày thích để đích thân lão chánh đi thù hả? Lúc tao đồng ý làm lý trưởng thì chỉ nghĩ làm cho vui, chứ ông mà biết cái lũ dân đen chúng mày lì lợm như thế này, ông dí cái cùi lắng vào. Bà Hoa mồm nhanh nhẩu nịnh nọt: Ê, em biết nhà quan bác thiếu gì tiền, có khi còn giàu hơn cả cụ chánh ấy chứ. Nhưng vì quan bác thường còn dần nên mới hy sinh thân mình ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Đấy, nhờ bác nhân đức như thế đó, cho nên nhà quan bác ngày càng giàu. Ấy chứ đợt tới mà bầu lại chánh tổng thì kiểu gì em cũng bảo họ hàng con cháu tông ti ba đời nhà em bầu cho quan bác ấy chứ à. Ông bành nghe thế thì sướng rên trong bụng. Tiền thì nhà ông chẳng thiếu thật, cái ông thiếu chính là quyền. Năm xưa cha ông làm chánh tổng của cái làng này, rồi ông ra đi sau một lần trúng gió. Năm ấy ông bành vẫn chưa trưởng thành, thế nên chức chánh tổng nghiễm nhiên thuộc về kẻ khác. Khuôn mặt vẫn ra vẻ không quan tâm mà nói: Nhà mày không phải nịnh nha, ông cho mày biết, hết tuần này mày phải trả cho ông. Lần sau ông qua mà không có, ông dớ mẹ mày cái quán. Con mụ Hoa cười tươi sung sướng lắm mà xin lui, để cho ông bành ngồi ăn uống tự nhiên. Mụ nể cái tài ăn nói của mình lắm, chứ không thế mà ông bành đi đến nhà nào là nhà đấy phải nôn tiền ra, không thì kiểu gì cũng bị ông đánh cho thừa sống thiếu chết. Ấy thế nhưng đã đến nhà mụ, mụ chỉ cần múa mép vài đường cơ bản là ông cho khất ngay. Mụ chửi thầm trong bụng: Đúng là cái loại ngu si tứ chi phát triển. Não chúng mày cũng chỉ ở trong cái váy của đàn bà hết. Thế mà còn ra vẻ. Con mụ Hoa nhà này cũng chả phải dạng vừa trong cái làng. Mụ nổi tiếng đanh đá chua ngoa nhất chợ. Ngoài mấy ông chức sắc trong làng này ra, thì bà chẳng sợ thằng mẹ nào cả. Đứa nào mà loạn quạng, thì bà chả tóc váy, vả cả vải mắm tôm vào mặt mà chửi. Mà khi bà đã chửi thì kiểu gì bà cũng phải lôi tổng tông tám đời ra mới vừa lòng hả dạ. Chỉ khổ cho các cụ, chết rồi vẫn bị nó moi mồ quất mã lên mà sỉ vả. Ngoài bán cháo lòng thì bà cùng chồng còn làm thêm cái nghề đồ tể. Trâu, bò, chó, mèo, vịt, gà, cá, lợn, bà thịt tuốt tuồn tuột, tất tần tật. Miễn là thuê thì bà đều làm. Thế nên bà mà đi trên đường làng, con gì thấy bà cũng cong đuôi mà chạy đến biến mất dạng. Có khi con cá vừa ngoi lên đớp không khí, thấy mụ cũng phải quẩy đuôi mà chuồn thẳng. Ông bành ngồi nhâm nhi chút rượu với đĩa lòng nóng. Vừa ăn ông vừa còn bình luận.
Lộc Non hôm nay dài thế nhờ. Được cái món dồi này nó cho gì thơm phết. Cháo này cho ít đổ xanh quá. Nghe ông chủ nói, hai thằng hầu đi theo cứ nuốt nước bọt ừng ực. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ, hai đứa chúng nó mới được ăn có một lần. Ấy là ngày cưới của cô Mỹ, con gái cả của ông Bành cách đây 2 năm. Thân nghèo hèn bị bố mẹ gán nợ cho ông Bành từ hồi cách đây hơn chục năm. Ngày ăn 2 bữa cơm, độn sắn. Cái nồi cơm mà sắn còn nhiều hơn cơm. Khô không khóc, đen xì xì, đã là ngon lắm rồi. Có khi chỉ vài củ khoai sùng luộc, ăn cay tê cả lưỡi. Ấy thế nhưng vẫn hơn khối người đang ngày ngày chịu đói rồi chết dần chết mòn ngoài kia. Sau một hồi quánh chén no nê, ông Bành mới hài lòng đứng dậy, khệnh khạng đi về hướng những ngôi nhà siêu vẹo, tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Và thế là tiếng khóc lóc, tiếng van xin, tiếng gậy đập cơm cớp vào thân mình của một ai đó. Tiếng họ réo nhau đi ra đình để xem hôm nay ai là người xấu số bị lôi ra chịu phạt. Bận rộn cả một ngày cũng chẳng ăn thua gì. Ông Bành chán nản đi trên con đường làng hướng về ngôi nhà khang trang của mình. Mặt ông hầm hầm đanh lại mà chửi. Mẹ cái lũ dân đen này nó lì thế chứ. Đánh cho rác cả tài mà chúng nó cũng chả nôn ra được có mấy đồng bạc lẻ. Mà hai thằng mày có dặn bọn lính canh kỹ chưa đó? Thằng Tèo ngoắc cái mồm rộng ra mà nói. Bẩm ông rồi rồi, con bảo với bọn lính không có được cởi trói cho chúng nó. Khi nào có tiền trả thì thả, không thì cứ để cho chúng nó chết đói cũng được ạ. Thằng Tèo năm nay cũng ngoài 20. Nó đi theo hầu ông Bành từ năm 7 tuổi, nên tính tình nó có vài phần xảo trá, gian manh giống ông. Mỗi khi có cơ hội được rao ai vênh váo thì nó không bỏ lỡ lần nào. Lần này cũng thế, đến nhà nào nó cũng chạy đông chạy tây, chỉ trỏ quát tháo. Có đôi lúc người ta còn tưởng nó là chủ. Ông Bành thì thấy thằng ở giỏi việc thì cũng kệ cho nó làm. Ông chỉ việc ngồi nhai trầu hút thuốc. Về đến nhà, bà Linh đang ngồi vuốt ve con mèo nhỏ đêm qua mới đẻ. Thấy chồng về, bà cười đoan đã lên tiếng. Ôi, thấy ông về rồi đó hả? Có mệt không? Đi vào rửa mặt đi, rồi tôi sai chúng nó dọn cơm cho. Ông Bành mặt mày chán nản đáp lại cho có lệ, rồi cũng đi về sân sau. Bà Linh lại quay về hướng hai thằng hầu mà hỏi. Nô, thế việc sáng bà dặn mày có làm không? Hay lại quên rồi? Nô ngơ ngác ra vài giây suy nghĩ xem mình có quên gì không. Bất chợt anh nhìn vào con mèo đen đang nằm gọn trong lòng bà chủ, thì mới nhớ ra anh kêu lên. Ôi bà nhớ, con nhớ chứ, con nhốt nó vào lòng rồi đây à. Vừa nói anh vừa chỉ tay vào cái lồng tre nhỏ đang ôm bên hông. Thế là bà Linh đưa con mèo đen trên đùi bà cho anh Nô. Con mèo đang nằm bị bế thốc dậy. Nó đưa đôi mắt bé xíu lạnh lùng nhìn vào anh Nô. Anh Nô chẳng để ý thấy mà ôm con mèo vào lòng rồi đưa xuống bếp. Từ lúc anh Nô ôm con mèo đen lên tay, con mèo mẹ mới bắt nhà mụ cắm béo về nó cứ lồng lên. Cái lồng thì bé, lại có cả 5 con của nó bên trong. Mà nó cứ đi qua đi lại ra chiều hoảng hốt lắm. Ban đầu thì nó đi qua bên này, rồi lại luồn sang bên kia. Hễ thấy cái lỗ là nó đâm đầu vào như muốn chạy trốn. Lúc sau như mất hết cả bình tĩnh, nó nhảy hẳn lên đâm đầu vào cái lồng, rồi giẫm đạp lên con nó, làm cho lũ mèo con kêu lên nhốn nháo hết cả lên. Cái lồng chịu sự giằng xé của con mèo, làm cho cái lồng rung lên, khiến anh Nô suýt làm rơi. Anh vội đặt con mèo đen lên trên cái lồng, rồi dùng 2 tay để bê cái lồng, vừa đi anh vừa chửi. Mẹ cái con dở hơi này, lúc tao bắt mày ở nhà mụ cắm, sao mày không chạy hả? Giờ còn dở chứng. Lạ thay, từ lúc anh đặt con mèo đen lên trên cái lồng thì con mèo mẹ im hẳn. Nó co rúm ở lại một góc run rẩy, đôi mắt không ngừng nhìn lên con mèo đen bên trên mà đề phòng. Anh Nô bê cái lồng về đến kho rơm, nơi mà anh làm chỗ ăn chốn ngủ hơn chục năm nay.
Anh đặt con mèo đen vào tổ của nó rồi chạy đi tìm sợi dây để trói con mèo mẹ lại. Sau một lúc lây hoay đánh nhau với nó, anh cũng trói nó vào một cái cột nhà. Xoa xoa bàn tay chỗ bị nó cào bật cả máu mà chửi. Đúng là dữ như bà đẻ. À không, mèo đẻ. Rồi anh thổi phù phù vào vết cào cho giảm đi phần nào cơn đau. Trói được con mèo xong, anh Nô lấy rơm lót thành cái ổ chỗ nó ngồi, rồi đặt 5 con mèo con của nó vào. 5 con mèo được thả ra ngửi thấy mùi mẹ. Chúng nó giáo giác bò đến, rồi con nào cũng tìm cho mình một bầu sữa thơm để lấp đầy cái bụng trống. Anh Nô thấy có vẻ ổn. Anh tính đem con mèo đen đến để cho nó vào chung xem có được không. Bỗng anh giật mình khi cảm giác được cái gì đấy vừa lướt qua chân mình. Nhìn lại, anh thấy con mèo đen đang đi từng bước lạnh lùng về phía con mèo mẹ. Con mèo mẹ nhìn thấy thì hãi lắm. Nó lại vùng khỏi đám con của mình mà chạy. Nó nhào ra hướng cửa toan chạy trốn. Nhưng do sợi dây trói ở cổ giật lại, làm nó ngã nhoài ra đất. Nó nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy tiếp. Nhưng lúc này con mèo đen đã đứng gần bên. Con mèo mẹ sợ hãi co rúm người lại mà không dám cử động gì nữa. Con mèo đen vẫn từng bước lạnh lùng đến gần, rồi chui đầu vào bụng con mèo mẹ tìm một bầu sữa thơm cho mình. Lát sau, 5 con mèo con cũng bò đến, rồi nhập cuộc. Chúng nằm nhoài ra đất, có con còn đè lên nhau mà bú mà cắn. Anh Nô thấy con mèo mẹ chấp nhận thì vui lắm. Quan sát thêm một lúc không thấy mèo mẹ có dấu hiệu cắn con. Bây giờ anh mới yên tâm mà đi tìm chị Sen để ăn phần cơm tối của mình. Sau khi nhét vào bụng được củ sắn luộc, anh Nô đi về kho rơm để nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc. Trước tiên anh đi kiểm tra đàn mèo xem thế nào. Chứ nhỡ mà con mèo quý của bà chủ bị làm sao thì bà lại mắng cho. Đám mèo con thì đã gác đầu lên nhau mà ngủ từ bao giờ. Chỉ còn con mèo đen vẫn đang bú sữa. Có lẽ nó đói vì từ đêm qua đến giờ đã được bỏ bụng gì mấy đâu. Con mèo mẹ giữ nguyên tư thế, không xê dịch chút nào, vẫn vẻ run rẩy sợ sệt. Anh Nô nghĩ chắc do nó lạ nhà nên cũng chẳng quan tâm lắm. Anh bò lên cái chõng tre ọp ẹp ở góc nhà, kéo cái chăn mỏng đắp ngang ngực rồi đi vào giấc ngủ. Chẳng biết ngủ được bao lâu, bỗng anh thấy mặt mình nhột nhột, như ai đấy cầm lông gà mà quét lên vậy. Anh đưa tay phẩy phẩy, miệng nói mớ câu được câu chăng. Ôi, cái gì đó, để yên cho tao ngủ coi. Chợt anh nhớ ra là kho rơm có mỗi một mình. Thằng Tèo thì ra chòi canh cá ở ao vườn sau. Ông Hán thì chuồng trâu, còn thằng Thọt thì chuồng heo. Vậy thì làm gì có đứa chó nào ghẹo mình. Anh Nô vội vàng mở mắt ra để xem cái đứa mã mẹ nào đêm hôm còn trêu mình. Không mở thì thôi, ấy chứ vừa mở mắt ra, anh Nô điếng người khi nhận ra chả phải thằng nào cả, mà chả phải con người. Nó là con. Anh Nô chân tay run rẩy, cả cơ thể như bị ghim xuống cái chõng không tài nào cử động được. Trước mắt anh, giờ đây là mái tóc dài lòa xòa đang rủ xuống mặt mình. Lẫn trong đám tóc thấp thoáng một khuôn mặt. Anh Nô nhìn quen lắm mà không nhớ ra được. Chợt một suy nghĩ xẹt ngang đầu. Thôi đúng rồi, nó là cái con mình đã gặp đêm qua. Nhưng làm sao hôm nay nó lại tìm đến tận giường mình? Chẳng lẽ nó thấy mình đẹp trai nên bắt làm chồng? Anh Nô nghĩ đến vậy thì chân tay lạnh toát, mềm nhũn ra như cọng bún thiêu. Mái tóc của nó cứ quẹt qua quẹt lại, làm cho anh Nô nhột lắm. Nhưng cái sợ nó làm cho người ta quên mất tất cả những thứ khác. Khi mắt đã quen hơn với cái bóng tối, anh Nô mới nhìn thấy người đàn bà ấy. Người đàn bà như sương như khói đứng im lìm bất động nhìn anh. Mái tóc dài đến tận nửa thân người xõa ra rối bù. Đôi mắt sâu hắm vô hồn đang nhìn anh sắc lẹm. Trong hốc mắt còn có mấy con giọt trắng hều hếu đang bật tanh tách rơi vào người anh. Làn da trắng bệch vô hồn làm hiện rõ từng đường máu đen. Cả cơ thể bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc
khiến cho anh Nô á khẩu nằm im. Dường như đã quá sức chịu đựng, anh Nô cố gắng nhắm mắt lại mà kêu lên. Ôi trời ơi, cô ơi, cô tha cho tôi đi. Tôi có phạm gì thì cô tha cho, cô đừng có bắt tôi. Tôi không hợp làm chồng cô đâu. Tôi vũ phụ lắm đó. Tôi còn bị teo cơ, không có làm ăn gì được đâu. Cô đừng có bắt tôi làm gì. Cô đi tìm thằng Tèo hay thằng Thọt ấy, chúng nó khỏe lắm. Nói xong anh nằm rên hừ hừ chờ đợi. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem, như thể vừa bị mất đi thân trai trong trắng. Lát sau anh không còn cảm giác nhột trên mặt nữa. Đợi thêm một lúc cũng không thấy gì. Anh lấy hết can đảm hé một bên mắt ra, đảo nhìn một vòng trong kho mà tìm kiếm. Sau khi chắc chắn không thấy gì nữa, anh mới mở hẳn hai mắt ra ngồi dậy. Khi đã nhìn quanh cái kho trống hoắc của mình, chả có gì ngoài rơm, anh mới an tâm buông bỏ bớt nỗi sợ trong lòng. Anh Nô quay lại đằng sau nhìn xem cái gối ở vị trí nào để chuẩn bị nằm xuống. Thì trời ơi, người đàn bà ấy đã đứng sau lưng tự bao giờ. Anh Nô kinh hãi ngã nhào xuống đất, bò lùi về sau, lủi luôn vào đống rơm ở góc nhà, miệng không ngừng kêu la. Có ma, bà con ơi, ai cứu tôi với. Cái thân hình kinh dị kia vẫn đứng sừng sững không di chuyển. Nó nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt sâu thẳm không đáy. Chợt nó đưa tay chỉ về phía bầy mèo đang nằm ngủ trong cái ổ anh làm, mà cất tiếng nói. Cái tiếng nói âm vang nghe như xa mà gần. Giết nó đi. Giết nó đi. Ném nó vào lửa mà giết đi. Giết nó đi. Nhanh lên. Những từ lặp đi lặp lại làm anh Nô ngơ ra, không hiểu gì. Anh lắp bắp. Giết ai cơ? Cô ơi, đừng có giết tôi. Tôi. Nói đến đây rồi anh ngồi trong đống rơm mà run. Chợt con mèo đen đứng dậy khỏi ổ, đi về hướng người đàn bà. Bước chân của nó vẫn lạnh lùng vô cảm. Anh Nô nhìn nó có cảm giác nó to hơn hôm qua thì phải. Con mèo đen đi đến gần thì nhún người nhảy lên về phía người đàn bà kinh dị ấy. Anh Nô chỉ nghe một tiếng a, rồi tất cả biến mất ngay trước mắt anh. Nhưng giọng của người đàn bà ấy vẫn cứ âm vang vọng về bên tai. Giết nó đi. Giết. Mau giết nó đi. Nhỏ dần, sâu rồi im bặt. Bỗng anh nghe tiếng gà trong chuồng đập cánh phành phạch, mà gáy vang báo hiệu ngày mới đã đến. Anh Nô lờ mờ mở mắt nhìn ngó xung quanh. Lúc này mới phát hiện mình vẫn nằm trên giường. Cái chăn mỏng bị anh vo tròn ôm trên bụng. Anh Nô bật người ngồi dậy, bần thần nhớ lại chuyện ban nãy mới nhận ra là mình mơ. Nhưng giấc mơ ấy nó thật lắm, thật đến từng chi tiết nhỏ. Anh Nô ngồi bần thần hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng cũng tự trấn an mình rằng đó chỉ là giấc mơ do ám ảnh của hôm trước. Anh Nô bước ra khỏi kho rơm, đến chuồng lợn để gọi thằng Thọt dậy, chuẩn bị hai đứa đi ra ruộng, làm nốt cái mớ cỏ ven bờ, rồi lát trời sáng còn về để ông bà chủ sai việc. Trời còn tối, tiếng ếch nhái vẫn còn rủ rê nhau hát trong bụi cây. Anh Nô dò dẫm đi theo trí nhớ mà hướng về cái chuồng heo. Trời đêm canh tư đổ về sáng, không trăng không sao. Anh Nô lần mò đi trong màn đêm đen đặc, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh cảnh giác. Bỗng anh nghe có tiếng sột soạt phía sau. Anh quay lưng lại nhìn, thì không có gì ngoài màn đêm đen đặc. Nghĩ chắc là ếch nhái. Anh quay lưng tiếp tục đi. Chợt cái gì mềm mềm quấn vào chân. Anh điếng hồn, da gà da vịt nổi hết lên tầng tầng. Tay chân đông cứng mà đứng yên bất động. Mất vài giây định thần, anh cảm giác nó cứ đi vòng quanh chân mình. Đôi lúc nó còn cọ cọ thân mình vào chân, rồi nó kêu lên. Mèo! Mèo! Bây giờ anh Nô mới buông bỏ được nỗi sợ trong lòng mà ngồi xuống nhìn cho rõ.
thì ra là con mèo đen. Nó đi theo anh Tự bao giờ? Mà lạ, nó mới sinh được 2 hôm, sao có thể đi xa đến vậy? Màu lông đen tuyền của nó hòa quyện vào trong màn đêm như thể là một. Ngoại trừ đôi mắt vàng ánh thì khó mà nhìn thấy nó khi tối trời. Anh bế nó lên tay vuốt vuốt bộ lông dày đen tuyền mà nói. Mày làm tao hết hồn. Mày đi theo tao làm gì? Đi rồi tí không biết đường về thì sao? Con mèo nằm im trên tay anh mà hưởng thụ từng cái vuốt ve âu yếm. Anh nô sợ nó đi lạc nên đành mang nó theo. Ra đến chuồng heo, anh nô nhìn thấy thằng Thọt kê cái chõng tre nằm sát chuồng. Dưới ánh đèn dầu leo lét, anh thấy nó thò tay vào chuồng qua khe hở giữa mấy thanh gỗ đóng ngang mà ôm con heo nái. Mà lạ, con heo cũng nằm im cho nó gác, cho nó ôm. Bàn tay nó còn đang úp lên cái bầu vú núng nín đầy mỡ. Con heo nái vẫn mặc kệ như là nó đã quen với việc này lâu lắm rồi. Anh nô lay lay người thằng Thọt mà gọi. Thọt, Thọt, dậy, dậy đi. Dậy đi ra ruộng nhanh không sáng mẹ nó giờ. Không làm xong ông lại dần cho tao với mày như đòn. Thằng Thọt bị lay người thì cũng xoay người mà hỏi với đôi mắt nhắm nghiền đầy gỉ. Canh mấy rồi mày? Mới ngủ có một tí đâu phải dậy. Gà gáy canh tư rồi, dậy đi. Mẹ mày dậy nhanh lên, chứ còn nằm đấy mà ôm vợ. Thằng Thọt nặng nề ngồi dậy ngơ ngác hỏi. Vợ nào? Tao làm gì có vợ? Anh nô chỉ tay vào con heo nái đang ngủ trong chuồng mà nói. Thì nói chứ ai? Không phải vợ, mà trời có mày không ngủ. Ra đây ôm heo ngủ, mà còn giả vờ ngu hả? Thằng Thọt oan ức nói. Mẹ tao đâu có muốn thế đâu. Đêm qua nó còn dở chứng cứ lồng lên, chạy hồng hộc trong chuồng kêu en ét điếc cả tai. Tao sợ nó chạy rồi hỏng thai, nên ra xem như thế nào. Mà hễ tao ra thì nó im, tao đi vào thì nó kêu. Ôi, cực chẳng đã tao mới phải nằm đây, mũi đốt sừng cả đít đây nè. Anh nô ôm bụng cười nói. Thì em nó có tâm hồn mong manh dễ vỡ, nên mới cần mày ở bên đó. Mà mày nằm thôi còn sợ ti ẻm làm gì? Thằng Thọt xấu hổ gãi đầu. Thì tao ngủ tao biết gì đâu. Nhưng mà em tay phết mày à. Mày thử không? Mai tao cho mày ra trong heo đẻ thà hồ bóp, không phải ghen tị. Nói rồi nó cười khoái chí lắm. Anh nô liền xua tay. Thôi, của nhà mày tất. Dậy đi, nhanh lên. Hôm nay mà không xong ông lại cắt cơm bây giờ. Nói rồi cả hai dắt díu nhau đi. Anh nô ghé vào bếp, đặt con mèo vào ổ, rồi cùng thằng Thọt đốt đuốc ra đồng. Cả hai làm hùng hục như trâu hút mã. Nào là nhổ, nào là cắt, nào là chặt. Đến lúc mặt trời treo trên ngọn sào cũng xong. Ông Bành đang nhâm nhi cốc trà nóng, thấy nô và thằng Thọt đi cái dáng bánh quẩy đánh chân vào nhau đến sân thì ông quát. Thế làm có gì xong chưa? Có mỗi mấy mẫu mà hai thằng mày làm mấy hôm trời nay không xong. Làm kiểu đó mà cũng hóc cơm nhà ông không ít à. Mai ông lại cắt cho chúng mày ăn một ngày một bữa bây giờ. Anh nô lên tiếng đáp. Bẩm ông xong rồi ạ. Thế thì tốt. Mày chuẩn bị đem với ông sang nhà cụ Chánh đi. Ông Bành nói rồi với lấy cái điếu bát nhét thuốc lào châm đốm mà rít lên. Anh nô vâng dạ rồi chạy biến xuống bếp. Chị Sen đang rửa chén bát ngoài sân giếng, thấy anh nô chị bảo. Tôi phần anh củ khoai trong bếp ý, anh lấy ăn đi cho đỡ đói. Anh nô liền cười đáp. Cảm ơn Sen nha. Nói rồi hai anh chị nhìn nhau, rồi trao nhau ánh mắt, nụ cười đầy ý vị. Anh chị mến nhau lắm, cùng cái phận tôi tớ trong nhà hơn chục năm nay. Sự thông cảm, thấu hiểu kéo anh chị lại gần nhau. Nhưng cái cảnh tôi tớ bần hàng, miếng ăn thì chả có mà ăn, mạng người thì không bằng cỏ rác, khiến cho cả hai đều giữ kín trong lòng mà không dám nói ra.
Chị Sen năm nay vừa tròn đôi mươi, với nước da nâu sạm vì mưa nắng. Đôi bàn tay xương xẩu thô ráp, lúc nào cũng thoăn thoắt làm việc không hề hà. Dù chị chẳng xinh đẹp gì, nhưng anh Nô vẫn mến chị lắm. Mến cái thật thà lương thiện, mến cái chân chất hiền lành của người con gái thôn quê. Anh Nô toan bước đi thì bị chị Sen gọi lại. Bà bảo tôi nấu cá trộn với cơm cho con mèo. Tôi làm rồi mà chưa có kịp mang đi. Anh Nô giúp tôi nhé. Anh Nô vui vẻ nhận lời đi vào lấy củ khoai luộc thâm đen mà cho lên miệng cắn một miếng to nhai nhồm nhòm. Tay bê bát cơm trắng trộn cá thơm nức mũi mà mang về cho con mèo. Ấy chứ ở cái thời thế này, cái thời mà đồng tiền thống trị nhân cách, để rồi người còn không bằng vật. Về đến kho rơm, anh Nô nói vọng vào trong, như thể nói với người vậy. Mèo mèo, tao mang cơm cho mày nè. Anh bước đến gần cái ổ mèo, thì trời ơi máu, trong ổ toàn là máu. Cảnh tượng làm cho anh Nô câm nín chết trân tại chỗ, không nói nên lời. Anh há hốc mồm mà nhìn. Trước mắt anh bây giờ là cảnh tượng quá sức hãi hùng. Dưới mặt đất xung quanh cái ổ toàn là máu thịt trộn lẫn vào nhau. Xác mèo con bị cắn xé rách toạc, lòi cả lòng ruột ra ngoài nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất. Máu tươi dính bết vào đám lông mỏng ướt đẫm. Có con còn bị mất đi cả bốn chân, chỉ còn thân mình với bộ thịt đó tươi lộ ra cả xương trắng. Có con thì bị ăn sạch, chỉ còn lại đầu dính liền với bộ lòng. Có tất cả 5 cái xác của con mèo con. Nhìn đến đây, anh Nô sợ hãi tìm kiếm xung quanh xem con mèo đen đâu. Anh bới tung cả kho rơm cũng không thấy tung tích của nó đâu, nhưng lại tìm được xác con mèo mẹ nằm vùi mình trong đống rơm góc nhà. Con mèo mẹ chết không một vết thương trên mình, nhưng kỳ lạ, cơ thể nó khô quắt lại như thể bị phơi nắng lâu ngày. May mà còn bộ lông để nhận diện. Anh Nô sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy lên nhà tìm ông bà chủ. Lên đến sân thấy bà chủ đang ngồi têm trầu, miệng thì nhai chóp chép, đỏ lồm lồm như máu. Anh sợ hãi nói lắp bắp không thành lời. Bẩm bà, con. Bà Linh nghe thằng Nô nói lắp bắp mãi không thành lời thì sốt ruột nói. Thế làm sao? Bình tĩnh nói xem nào. Mày cứ làm y như có tang ấy. Từ từ mà nói, ai bắt thuế mày đâu. Ông Bành mặc bộ áo dài xanh chấm bi trắng, quần lụa trắng, trên tay cầm cái khăn xếp cùng màu với bộ áo dài. Từ trong nhà đi ra, thấy anh Nô, ông quát. Cái thằng này. Ông báo mày chuẩn bị đi với ông sang nhà ông Chánh. Thế mà mày vẫn quần sắn tới bẹn như thế kia. Mày lại tính làm ông bé mặt đó phải không? Anh Nô cố dằn cơn sợ xuống mà nói. Bẩm ông, bẩm bà, chết rồi à, chết sạch, chết ráo ông bà à. Ông Bành điên tiết lao xuống sân mà đấm cho thằng người ở một cái, làm cho nó ngã vật ra đất mà ôm mặt kêu đau. Mẹ tiên sư cha nhà mày, mày bảo ai chết hả? Ông còn chưa lên được cái chức chánh tổng mà mày đã trù ẻo cho ông chết. Thế mày chán sống rồi hay sao? Hay mày ăn no rứng mỡ? Mới sáng sớm mà mày đã ăn khoai ngứa hả? Ông lại cho mày ăn chuối xanh hết đời bây giờ đó. Sau cái đấm của ông Bành, anh Nô lấy lại tỉnh táo hơn. Bây giờ ông Bành còn đáng sợ hơn cả cái chết của mấy con mèo kia. Dạ không à, con nào dám à. Con đang nói đàn mèo ông ơi. Đàn mèo hôm qua mà con mang về đây, nó bây giờ nó lăn ra nó chết hết rồi. Mà nó chết kỳ lạ lắm ông ơi. Đàn con thì như bị con gì cắn chết xé xác ra. Còn con mẹ thì chết khô như thể bị phơi nắng lâu ngày á. Ông Bành toàn đấm cho thằng ở phát nữa vì cái tội nói sằng nói bậy. Thế nhưng bà Linh đã lên tiếng can ngăn. Thôi, sao ông cứ hở ra cái là đánh chúng nó thế hả? Để cho nó nói nghe xem nào.
Nó dạy gì ăn nói lung tung để cho ông đánh. Ông ý đã bảo bỏ đi mà cấm có nghe đầu đây. Rồi bà lo lắng sốt ruột hỏi, mà Nô, mày nói thật không hả? Thế con mèo đen của bà đâu? Nó có làm sao không? Ông Bành cáo tiếc lắm, nhưng cũng phải nhịn xuống. Mặc dù nhà ông giàu có nhất nhì xứ, của lã nhiều vô kể. Thời trẻ bao nhiêu tiểu thư con nhà quyền quý để ý sai bà mối đến ngấp nghé cầu thân. Thế nhưng ông lại chỉ yêu mình bà. Một cô con nhà bình dân, không môn đăng hộ đối, nhưng lại đẹp người, đẹp cả nết. Khi còn trẻ, bà Linh nổi tiếng với nhan sắc có thể sánh ngang bằng Thúy Kiều. Bao nhiêu trai làng, rồi bao nhiêu công tử trong xã, ngoài huyện đều muốn rước bà về làm vợ. Thế nhưng bà lại chọn ông, vì năm ấy ông là người chân thành nhất. Kể từ ấy, ông chỉ yêu thương mình bà, mặc dù cũng có lúc đi ngang về tắt. Nhưng đó cũng chỉ là những cái thú vui qua đường, chứ tuyệt không có ý lấy thêm về làm lẽ. Bẩm bà, vừa rồi con tìm nhưng mà không thấy nó đâu. Không biết nó còn sống hay đã chết nữa bà. Ông Bành vẫn nghi hoặc, không tin. Và thế là cả ba người dắt díu nhau đi về cái hướng kho rơm. Đến nơi cả ông và bà đều há hốc mồm ra không tin vào mắt mình. Rồi mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau tìm kiếm câu trả lời cho sự kinh hoàng trước mắt. Ông Bành quát. Nô, như thế này là như thế nào hả? Bẩm ông, con không biết nữa. Canh tư con với thằng Thọt đi ra đồng, con có kiểm tra qua thì nó vẫn bình thường ông bà. Thế mà khi con về con mang cơm cho con mèo thì nó thành nhanh như thế này rồi. Con sợ quá con chạy lên báo ông bà luôn đó. Ông Bành chắp tay vào đít đi xung quanh xem xét. Đám mèo con chết thì có thể giải thích được, nhưng cái xác khô của con mèo mẹ này thì phải nói như thế nào? Ông Bành hỏi. Thế mày có chắc là cái xác khô này là con mèo mẹ không? Anh Nô quả quyết. Là nó ông ạ. Hôm qua con mang về, tay con còn trói nó vào cột. Ông nhìn nè, cái sợi dây ở trên cổ của nó giống hệt với sợi dây bị đứt ở cột đây nè. Anh Nô vừa nói vừa chỉ cho ông Bành xem sợi dây. Ông Bành lại rơi vào trầm tư bế tắc. Sống đến hơn 40 tuổi đầu, ấy thế đây là lần đầu tiên ông gặp phải chuyện như thế này. Bà Linh sau cơn bàng hoàng cũng lấy lại bình tĩnh mà nói. Có khi mày nhìn nhầm ấy, chứ làm sao mà mới hôm qua đến bây giờ nó lại khô quắc như thế này được. Có thể là con chó thấy con mèo lạ rồi nó cắn chết. Con mèo mẹ nó bị đuổi bỏ chạy mất. À thì nó đuổi theo tìm cái xác này ở đâu đấy rồi thả về thì sao? Con chó vàng sống trong nhà này cũng ngót 7 năm. Đang cuộn tròn mình ở cửa bếp sau đêm dài trong nhà vất vả. Nghe chủ nói vậy dường như nó hiểu. Nó đứng lên vẫy đuôi mà sủa mấy tiếng oan uổng. Rồi cúp đuôi chạy mất. Nhỡ mà ông Bành tin thật thì kiểu gì trong nhà tối nay sẽ có ghiền, xả, mắm tôm. Lúc ấy có mà đi tông đời chó. Ông Bành trầm ngâm suy nghĩ mãi, rồi cũng chẳng tìm ra câu trả lời thích đáng, nên cũng ậm ừ như ngầm đồng ý. Chỉ có anh Nô biết không phải như vậy. Anh chắc chắn đấy là con mèo mình mang từ nhà mộ cám béo về không sai vào đâu được. Thế nhưng anh cũng không có cách nào lý giải, nên cũng đành im lặng cho qua, để lại một mối tơ vò khó nói trong lòng. Tiếng con mèo kêu đâu đó làm cho cả ba người thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Rồi hướng mắt nhìn giáo giác xung quanh. Bà Linh nhìn thấy trước tiên, nó đang đi từ vườn sau về. Ôi trời ơi, mày quá mày đây rồi. Mày có sao không chứ hả? Đi đâu thế hả con? Vừa nói bà vừa chạy lại chỗ con mèo đang đi mà bế lên tay vuốt ve. Con mèo được chủ âu yếm cũng há cái mồm bé xíu mà đáp lại mấy tiếng nũng nịu. Bà Linh vui, cứ nghĩ là nó chết thì chẳng khác gì cái kỷ vật cuối cùng cũng đi, giống như thầy bu bà về với tiên tổ. Bà chẳng hề để ý đến con mèo đã có sự thay đổi rõ rệt. Mới có vài ngày mà nó đã to lên trông thấy, đôi mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào tận tâm can. Tuy vậy, anh Nô lại nhận ra sự lạ ấy.
nhưng lúc này sự việc trước mắt đã lấn át hết tâm trí anh. Ông bà ơi, con gà trống cho ai chết rồi này? Quý vị vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Bóng Mèo Dưới Trăng, tác giả Nam Quân và Diễm Hằng. Chúng ta sẽ đón nghe tập 2 vào tối đêm mai. Còn bây giờ thì chương trình xin được khép lại. Chúc cho quý vị một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.